Rồi, mến chào các bạn. Đây là nông cơ Hiếu Long Khánh nha. Đây là anh Hiếu nè, kiên trí đi. Dạ. Rồi, để cho biết chứ, có nhiều khi người ta kêu lừa đảo nữa. Rồi, hôm nay em nói với anh là có một số hàng em bán, là cái hàng gì em có thể giới thiệu được không? Dạ, bơm nước. À, bơm nước. Gì nữa? Bơm nước và cái quạt. Quạt, quạt hút. Cục hút, cái quạt. À. Rồi thêm bụng đen, ba mọn anh. Đen. Dạ. Đen này đen gì em ơi? Đen thì cái này thường thường là người ta đi đèn cao áp hả? Ờ, thường thường là đi gạt và bắt là điện nó bao nhiêu volt? Điện 100 luôn rồi. 100. Cái máy hút này cũng 100 volt luôn. 100 volt vậy đó. Quạt hút 100 volt, bơm nước cũng 100 volt luôn. 100 volt luôn. À. Cái gì nữa? Vậy không? Không hả? Bơm nước cũng 100 volt luôn. Đúng rồi. Rồi, bơm nước cũng 100 volt. Cái này cũng 100. Rồi như mình bán vậy thì mình bán sỉ hay là bán lẻ em ơi? Bằng vừa sỉ vừa lẻ đúng không? Là thêm chục thôi. À, thêm 100 cây thôi. À, còn ai mua hết thì bán sỉ hả? Dạ, ai mua thì cho mình sỉ. À, cái máy này bán luôn anh? Bán luôn cắt hả? Cỏ. Đẹp quá ha. À, mấy cắt cỏ sân gôn, cắt cỏ vườn á, cắt cỏ sân vườn á. Rồi đây bơm nữa hả? À, rồi cái giá cả nó làm sao em? Giá cả thì ai đi tại mình sẽ cho vì còn lợi còn nhỏ nên ý là có nghĩa là đây là mình vừa bán lái vừa bán lẻ. Bán lẻ luôn. Thành thử ra là bây giờ mình không có ra cái giá, tại vì thí dụ mình ra thì anh em lái họ mua về sao họ bán ra đúng không? À, còn mình bán lẻ thì mua ít thì anh em thích nào thì mình chọn cái đó xong xuôi rồi mình chụp hình Zalo rồi cho coi rồi mình gửi đúng không? À, còn cho hỏi là bây giờ thí dụ như cái này có bao chạy không? Bao chạy thì giặt hả? Có luôn, thích thì bao mình bao luôn. Thì giá đó em báo sau mà. Dạ. Ý là có mình gầm vô chạy thôi. À, mình gầm vô chạy thôi. Gầm vô chạy. Gầm vô 110 chạy thôi. Chạy là được, điện 100. À. Còn bán sỉ thì khỏi bao. Dạ đúng rồi. À, bán sỉ khỏi bao. Như vậy thì cái đóng quạt kia bao nhiêu cái? Nó tầm khoảng bao nhiêu cái? 16 13 cái. À, còn bơm này? Bơm này 37 cái. 37 cái. Rồi. Rồi. Nếu anh em nào có nhu cầu còn bóng đèn bao nhiêu cái? Hả, cái nào cũng mấy mấy cái á. Mười mấy cái hả? Dạ. Bóng nó lạ quá ta, để anh vô anh coi được không? Dạ, dạ vô luôn anh. Đeo vô. À, cái thằng này nó xài dây tóc thôi. Nó xài dây tóc. Xài dây tóc chứ không phải bóng điện tử. Hôm nay chắc xài bóng LED đây. Sợi dây nó kèm theo cảo nè, để cảo cái đèn vô. Dây dài ha, dây chắc cả chục mét á. À, thì nào ế bán anh sợi nha. Ế bán anh sợi dây. Rồi ok, bạn nào muốn mua thì cứ alo cho bạn Hiếu ha. À, cứ yên tâm. Đây, cái quạt này quạt đã lắm. Đâu em á? À thôi khỏi đi. Bao chạy phải không? À, bao chạy 100 volt, 300 mili, 300, 3 tấc, 100 volt AC phải không ta? Đúng rồi.
hả? Chúng tắt năm ở dưới đi luôn rồi anh hả? Chúng tắt năm đây đâu phải đâu, chúng tắt á, chúng tắt á. À vậy hả? Dạ, chúng tắt á. À à, công tắc nằm dưới đó luôn. Dạ, nằm dưới. Bật lên thoáng. Bật lên là có ha. À. Hơn cả chữ đây này, cái mặt vô. À. Cái này mà mình đặt ở ngay cái một cái điểm nào đó. À, một cái điểm nào đó cái mình bật lên mình quạt, trời nó mát lắm. Ừ. Rồi. Bạn nào muốn mua thì alo cho bạn Hiếu nha. Rồi, mến chào các bạn. Về là một cái lô bom là của nội địa của Nhật ha, hàng bãi của Nhật. Thì ở đây nó có hai dòng nè, thì cái kilowatt thì mấy này sao mình chưa tìm ra được cái ký của nó là bao nhiêu ký hết. Nó chỉ có một cái tem mà là nó của một cái công ty kia nó mua lại, nó mua cái này về để nó cho thuê nè, nó dán số điện thoại để tư vấn quá trời luôn. Mà đây thì cái hình ảnh của nó đây nè, cái này chữ Nhật nè, thì đây là nó, hình ảnh của nó là đây là khi mình sử dụng là mình để ở trên mặt đất nè, nó có ba cái chân cao su và nó thòng ống xuống dưới nước này nè, hút bằng cái này chắc không sử dụng rút bê, chỉ việc mồi nước đây thôi, mồi nước. À, bom của Nhật thì nó chế là khỏi phải mồi đầy tới ống rút bê. Ở đây thì mình thấy hình cái lược chứ không phải rút bê ha. Đó. Thì ra ống như vậy, thì ống này chắc cỡ ống 34 nè. Thì những cái này thì những cái anh em nào mà làm mà những cái vườn nhỏ, mà thí dụ mình đặt ở những gần những cái mương á, ở những cái mương, những cái thí dụ như miền Tây đi, mình sử dụng thằng này rất là ngon. Bỏ ra mình chỉ việc là vặn ống vô một cái là mình hút, mình tưới những cái vườn mà những vườn cây nho nhỏ ở miền Tây, thấy người ta hay sử dụng cái đó. Đó, đây là loại bơm này, bơm nổi. Còn đây là dòng này là bơm chìm nè. Bơm chìm nè. Thì thả xuống dưới nước luôn. À, đúng rồi, ở đây nó bằng cao su, ở đây nó bằng cái lưới lọc inox nè. Đây là dòng bơm chìm. Con chim này thì một con này nó chỉ có 400W thôi. Mình có đọc tem thông số 400, 300, 400 đây. Đây, 400W nè. Đó. Nó rất là nhẹ điện. Thế này mình thả xuống dưới, thí dụ như mình ở mương, mình thả mương dưới nước luôn mà nó lên ống lớn nè ha. Nó lên ống này, bơm này dạng như bơm tát vậy. Nó lên... Ủa? Sao kỳ ta? Sao nó thông trực diện xuống dưới đây luôn ta? À, cái bơm này bị ấy rồi. Có cái bị này bị mất cái này này. Bị mất cái chụp. Có cái này nữa. À. Cái này có cái này này, anh coi. Đây, có cái này này, bị có cái chụp cái này thôi, mất cái này thôi. Không, mất cái ngoài trong nữa. Bị mất cái ruột trong rồi, bị mất cái chụp trong nữa. À, đúng rồi. Cái này nó hút cái gì mà nó ra cái chất vôi này không ha? Này thọc trực tiếp vô hóa chất rồi ta. Đó. Ừ. Cánh có tí tẹo ha. Ừ. Đó. À, chứ mình nói sao mà trực diện lên đây. Đó, là nó là hai loại. Một loại là bơm đứng và một loại bơm chìm. Bơm nổi và loại bơm chìm. Đó. Đây nữa. Đây, rất là nhiều. Cái này là bơm nổi nè. Bơm nổi nhìn thấy chắc gà nè. Ngon lành nè. Bơm nổi với bơm chìm. Rồi. Cái này anh em nào mua thì alo với lại ông chủ hàng rồi có gì rồi ổng test đồ thử rồi có gì ổng giao cho. Còn anh em nào lái thì mua hết nguyên bộ thì cũng bán nguyên bộ. Rồi.
cô Yên.